bạn ha. Bữa nay mình nhờ sáng vô xin vuông cải tạo lại các bạn. Quay lại cho các bạn coi ha. Coi cải tạo vuông như thế nào nha. Nhà mình trồng được mấy cây dương nè. Ở cần đang tránh sợ hư cái cây dương của mình. Chọn vài cây chơi để cho nó nữa nó cao lên luôn. Lâu lâu ra nghe gió nó thổi quéo quéo đã luôn tay. Nhìn thấy máy móc làm thấy ham, mình làm tay không mệt muốn chết. Bình thường mình làm đất làm chừng một gào mệt hả hỏng. Nhưng mà sáng làm nhìn thấy ham không bạn? Này chém rễ, ba cái rễ cây mọc ở mé. Hồi xưa hồi mới làm vuông nó đâu có sáng như vậy đâu. Mấy ông bà già xưa làm sên bằng cái gỗ, từ từ mới cải tiến làm bằng cái gạo bằng tôn á. Giờ có sáng có cơ giới làm nó khỏe. Có điều hơi tốn tiền. Rồi hy sinh cây nhỏ nè, cây nó cong quá. Chưa mấy cây thẳng nè, ok. Năm nay mình sên sáng, sên làm bằng sáng kết hợp với máy sên nữa bạn, máy hút bụng. Lên sên bằng sáng thì sên mình đổ bờ vách được, còn máy mương nhỏ ở trong thì mình làm bằng máy sên, máy hút bùn hút ra để chuyển trình ra ngoài luôn. Chứ nếu như mình sên bằng sáng hết thì vuông mình bờ nhiều, tốn mật độ nuôi thủy sản. Vuông mới khai thác tốn trơn nữa bạn. Thank you.
nhiều clip về giúp của mình mỗi tuần nha. Chào tạm biệt mọi người, nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều của mình mỗi tuần nha.